Từ cuối tháng 2, trước thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ các xã phường tại Hội An đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên đối với các dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp. Tại Đảng bộ phường Cẩm Châu, đơn vị được Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm, việc góp ý dự thảo báo cáo chính trị được triển khai chặt chẽ với sự tham gia của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tập hợp được nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương. Tất cả đều được cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý cởi mở, thẳng thắn. Đảng bộ phường Cẩm Châu đã phân công lãnh đạo trực tiếp tham gia, chủ trì cùng các chi bộ, ghi nhận, trao đổi, giải đáp ý kiến của mọi người. Là một đảng viên, tôi thấy việc tổ chức góp ý là đây là một cuộc sinh hoạt dân chủ nhằm để tập hợp một ý kiến của đảng viên, có những cái ý kiến hay để cùng xây dựng cho quê hương, cho đất nước làm sao để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng tiến bộ hơn. Và mọi người được quyền phát biểu trong cái phạm vi của mình đã phát huy được cái quyền dân chủ của sinh hoạt tăng đoàn rất rõ ràng và công khai trước mọi người. Đây là một trong cái để nhằm mục đích là xây dựng và củng cố đoàn ta ngày còn trang sạch vững mạnh. Cũng như các địa phương còn lại, trước khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đảng bộ xã Cẩm Thanh cũng đã tổ chức các hội nghị góp ý văn kiện đại hội. Từ cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể, trường học đến tầng lớp hưu trí, lão thành cách mạng, các hộ dân, doanh nhân, các hội viên đoàn thể ở từng thôn đều được tham gia đóng góp ý kiến về kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên lãnh chỉ đạo trong thời gian đến. Chuẩn bị cho đại hội lần thứ 18 thì về giáo dục thì cả ba trường trên địa bàn xã thì trong 5 năm qua thì cả ba trường đều đạt trường chuẩn quốc gia. Và đến ngày hôm nay thì trong nhiệm kỳ tới thì cả ba trường chúng tôi là đang tiếp tục thiết lập cái hồ sơ để được công nhận lại cái trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục để hướng tới là công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian này. Tất cả các mục tiêu, kể cả công tác giáo dục thì tất cả ba trường trên địa bàn xã Cẩm Thanh đều mong muốn là được đưa vào trong nghị quyết của đảng bộ xã để đó là cái định hướng mà cả ba trường chúng tôi sẽ đi đến thực hiện. Cùng với tuyến xã phường, ngay trong cuối tháng 2 vừa qua, Thành ủy Hội An cũng đã kịp thời tiến hành lấy ý kiến các cán bộ chủ chốt các cơ quan ban ngành, cơ quan doanh nghiệp, trường học, địa phương góp ý văn kiện đại hội, trước khi phải tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Dự thảo có nội dung bao quát các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, hợp tác giao lưu đối ngoại, xây dựng chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân, công tác xây dựng đảng và đặc biệt là vai trò lãnh đạo của đảng bộ thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, dự thảo còn có nhiều điểm mới đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án, chiến lược trọng tâm, trọng điểm của thành phố, định hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ đến. Lần này chúng tôi rất là vui mừng là lãnh đạo tỉnh và thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư cho cả lĩnh vực bảo tồn biển và rừng. 15 năm trước thì chỉ là lĩnh vực biển thôi, nhưng mà trong nhiệm kỳ tới thì đã có một cái sự đầu tư đồng bộ từ trên rừng xuống biển. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái định hướng mà nó rất phù hợp với khu sinh quyền thế giới của Lũ Chàm, Hội An hiện nay. Ý thứ hai là việc phát triển thì của Lũ Chàm bây giờ cũng khá nổi tiếng. Tuy nhiên thì cũng còn những cái hạn chế về mặt môi trường. Và trong nhiệm kỳ tới chúng tôi rất là mong muốn của Lũ Chàm trở thành một cái điểm đến mang ý nghĩa là du lịch xanh. Xanh về môi trường, xanh về tài nguyên thiên nhiên, tức là khai thác bền vững và con người cũng thân thiện với môi trường. Trên cái ý nghĩa đó thì chúng tôi rất là mong muốn rằng là sẽ có một cái kế hoạch đồng bộ cho cái đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Cù Lao Chàm. Tôi cũng rất là mong muốn là Đảng bộ thành phố Hội An nên có một cái chiến lược cũng như là một kế hoạch khi đầu tư và cân bằng phù hợp giữa bảo tồn và phát triển, nhất là những công trình xây dựng trên đảo phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, đánh giá tác động môi trường rất là kỹ trước khi mà cho phép xây dựng những cái công trình để nó giảm thiểu tối đa những cái ảnh hưởng đến môi trường nói chung. Hiện nay cùng với công tác phòng chống dịch bệnh, Thành ủy Hội An đang tiếp tục thu thập ý kiến qua việc gửi dự thảo trực tiếp đến các vị lão thành, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố qua các thời kỳ. Sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, chuyển về các tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục đón nhận góp ý của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, Đảng bộ thành phố sẽ đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh chỉ đạo phù hợp, sát thực tiễn hơn trong nhiệm kỳ đến. Thì đến hôm nay thì trước hết là về cái văn kiện. Thì sau khi
chúng tôi thành lập các cái tiểu ban về văn kiện và thành lập các cái tổ giúp việc cho tiểu ban, thì đã tiến hành soạn thảo đề cương và tiến hành là biên tập trên cơ sở là các ngành các cấp để chúng ta có một cái đề cương chi tiết, đề cương khái quát, và sau đó là dự thảo lần thứ nhất. Và đến hôm nay thì về văn kiện thì chúng tôi đã hoàn thành cái dự thảo lần thứ hai và đang tiến hành là tổ chức lấy ý kiến của tập thể ban chấp hành, rồi lấy ý kiến của các cái đồng chí nguyên là lãnh đạo của thành phố, rồi tiến hành tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các cái tầng lớp nhân dân để góp ý vào cái văn kiện của đại hội này, bởi vì đây là một cái văn kiện đại hội là mang trí tuệ của toàn đảng toàn dân. Như vậy, trong thời điểm hiện nay, cùng với việc tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ thành phố Hội An vẫn đang tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp bằng những biện pháp phù hợp với tình hình. Trong đó, việc góp ý dự thảo văn kiện báo cáo chính trị được thực hiện kịp thời, đảm bảo tập hợp trí tuệ, sức mạnh của nhân dân.